Xin được kính chào quý gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin chúc tới quý gia chủ lời chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay thì chúng tôi Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời cho tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mạng. Bản mệnh đang ở trong giai đoạn 6 của vận trình đời người, thất thập nhi tòng tâm sử dụng, bất dư cửu. Tới độ tuổi 70, cửu lai hy thì đạt đến cảnh giới đắc đạo, tâm tính và đạo đã hợp nhất, mọi thứ đã thành bản năng, nên nghĩ gì hay làm gì cũng đều hợp đạo, khó vi phạm phép tắc. Song nữ mạng sinh năm 1946 nhâm dần năm 2022 vẫn cần phải chú ý, kẻo bị tiểu nhân hãm hại khi có hung tinh tác động. Cụ thể, xin mời quý gia chủ chúng ta xem tiếp những luận đoán sau đây để hiểu rõ về vận trình của mình và biết cách hóa giải. Trước tiên, Phong thủy Gia Cát sẽ nói qua về tử vi chọn đời nữ mạng Bính Tuất 1946. Gia chủ nữ mạng Bính Tuất 1946 có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Ốc Thượng Thổ, đất ổ Tò Vò, xương con chó, tướng tinh con trâu, bà chúa Ngọc độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi chọn đời của nữ mạng tuổi Bính Tuất 1946 thông qua bài thơ sau. Bính Tuất mạng thổ số này, ít tìm thấy ở nóc nhà mà ra, thuận sinh mùa hạ thì sang, gái thì sung sướng thanh nhàn lo chi, mùa xuân lỗi số khổ bần, thu đông cũng lỗi lắm phần gian nan, lỗi sinh cực nhọc thở than, thuận sinh phú quý sang vinh hơn người. Số có bụng tốt thẳng ngay, rủi gặp tai nạn nhờ thần độ cho, đàn bà giáp bính can canh, người nào cũng quý cũng sang không bền. Số nàng lắm kẻ mến thương, thang mây bước tỏi, hành thông cố ngày, hạ xưa còn khó nhọc thay, đến chừng 44, vận này mới nên. Tổng quan, Bính Tuất bổn mạng rất tốt, cuộc đời có nhiều tốt đẹp, sự sống về phần tài lộc và tình cảm được lên cao vào trung vận, tiền vận thì có nhiều lo buồn đôi chút, nhưng vào hậu vận và trung vận thì hưởng được số phú quý. Tóm lại, tuổi Bính Tuất có nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc đời, tiền vận có hơi lo nghĩ, trung vận và hậu vận mới an nhàn sung sướng. Tuổi Bính Tuất sẽ hưởng thọ trung bình từ 68 đến 77 tuổi, nên có ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên, tuổi Bính Tuất về vấn đề tình duyên được chia làm 3 trường hợp như sau. Nếu sinh vào những tháng này, cuộc đời sẽ có phải 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 4-9 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 10 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn sẽ không có thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Một cặp vợ, một cặp chồng mà thôi. Đó là bạn sinh vào những tháng 5, 6, 7, 8 và 11 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về đường tình duyên của bạn, căn cứ theo tháng sinh mà quyết định cuộc đời. Gia đạo công danh, gia đạo vào tiền vận có nhiều mặc cảm, trung vận thì hưởng được phúc phần, lại được an nhàn sung sướng, công danh chỉ ở mức trung bình. Về vấn đề sự nghiệp, tuổi Bính Tuất vào số tuổi 34 trở đi thì gặp nhiều may mắn và hoàn thành sự nghiệp vào tuổi này, tiền tài cũng vào trung vận mới phát triển được sự tốt đẹp về tiền bạc. Thêm vào đó, như đã chia sẻ, Bính Tuất nữ mạng năm nay có sao Thổ Tú chiếu mệnh, hạn sao Thổ Tú cũng được gọi là ách tinh có tai họa, không an yên hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại, không nên đi xa làm ăn. Nhìn chung sao Thổ Tú chiếu mạng mang điều xấu, nên gia chủ cần phải chú ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Cẩn thận hơn, bản mệnh Bính Tuất 1946 nên thỉnh đeo vòng tam hợp phù trợ cho con giáp tuổi của mình. Cụ thể, vòng tam hợp dần ngọ tuất, vòng được làm từ gỗ xưa, một loại gỗ quý hiếm trong phong thủy, được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm pháp bảo chiêu tài, kỵ tà. Ngoài ra vòng còn được kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ, có khắc hình 3 linh vật dần, ngọ, tuất để tạo thành bộ 3 tam hợp theo tuổi, giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, mang lại cho chúng ta cuộc sống bình an, may mắn, tài lộc. Quý gia chủ Bính Tuất 1946 khi đi xa, đem theo vòng này cũng sẽ tránh được mọi rủi ro, công việc diễn tiến thuận lợi, hanh thông. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, khi thỉnh vòng tam hợp dần ngọ tuất, quý gia chủ sẽ được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng, theo tuổi để có thể phát huy được công năng, kích tài lộc cho gia chủ. Tuổi hợp làm ăn. Trong cuộc đời nếu muốn làm ăn phát triển, việc làm ăn, có cơ hội phát triển về tiền bạc, bạn nên lựa chọn những tuổi hợp với tuổi của mình mà hùn hạp, cộng tác hay hợp tác thì mới khỏi sự thất bại. Đó là các tuổi hợp trong sự làm ăn của mình như Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mão.
Những tuổi này, bạn hùn hạp làm ăn sẽ được phát triển về đường công danh sự nghiệp, có nhiều cơ hội tốt đẹp. Lựa chọn vợ chồng. Việc lựa chọn hôn nhân cần phải hợp với tuổi của mình mới tạo được cuộc sống hiển vinh và dễ tạo lấy một cuộc sống sang giàu. Tuổi Bính Tuất nếu kết hôn với những tuổi này thì cuộc đời sẽ được sống trong giàu sang phú quý. Đó là kết hôn với các tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ và Ất Dậu. Vì những tuổi này rất hợp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả đường tài lộc nên dễ tạo được cuộc sống sang giàu. Nếu kết hôn với những tuổi này thì cuộc đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi Canh Dần, Nhâm Dần và Giáp Thân. Những tuổi trên chỉ hợp với bạn về đường tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc nên chỉ có thể tạo được một cuộc sống trung bình. Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây có thể tạo nên một cuộc sống khó khăn giữa cuộc đời. Vì những tuổi sau đây không hợp với tuổi bạn vào đường tình duyên lẫn tài lộc nên cuộc sống khó vượt qua khỏi được những sự khó khăn, nghèo nàn suốt cuộc đời, đó là các tuổi Bính Tuất, Nhâm Thìn, Mậu Tuất. Những năm ở vào tuổi này, bạn không nên kết hôn vì kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên trong cuộc đời. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi. Sinh vào những tháng này, cuộc đời bạn có số đa phu hay sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch. Sinh vào những tháng này, bạn có nhiều chồng trong cuộc đời. Tuổi Đại Kỵ, nếu kết hôn hay hợp tác làm ăn nên kỵ những tuổi sau đây, vì nếu bạn kết hôn hay hợp tác làm ăn sẽ có thể gặp cảnh biệt ly, tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu và Quý Mùi. Gặp tuổi Kỵ trong vấn đề tình duyên không nên làm lễ hôn nhân, trong vấn đề làm ăn không nên giao dịch lớn về vấn đề tiền bạc, trong gia đình thì phải cúng sao cho cả hai tuổi, vì phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn. Năm khó khăn nhất. Tuổi Bính Tuất có những năm khó khăn nhất, đó là vào những năm mà bạn ở vào số tuổi 25, 28, 32 và 40 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật có hao tài tốn của vào những năm này. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tuổi Bính Tuất có những ngày giờ xuất hành hợp lý, đó là vào ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ thì là rất hợp cho sự làm ăn không sợ thất bại mà trái lại sẽ có kết quả về tiền bạc cũng như mọi phương diện khác đều tốt. Diễn biến từng năm. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi, năm này có nhiều kết quả tốt đẹp về vấn đề tình cảm, tài lộc hơi yếu kém. Năm 21 và 22 tuổi, hai năm này có phần tốt đẹp về công danh sự nghiệp. Năm 23 và 24 tuổi, có tài lộc vào hai năm này, tiền bạc cũng có nhiều tốt đẹp nên cẩn thận việc đi xa. Về tiền bạc, năm 25 tuổi, năm này có nhiều xui xẻo cho bạn nên cẩn thận phần bổn mạng. Từ 26 đến 30 tuổi, năm 26 tuổi năm này có 3 tháng tốt, đó là 3 năm 7, ngoài những tháng khác trung bình. Năm 27 và 28 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về tiền bạc và cũng như việc làm ăn có hao tài tốn của. Năm 29 và 30 tuổi, hai năm này phát đạt về danh vọng, có nhiều triển vọng tốt đẹp về sự sống cũng như về cuộc đời, nên có thái độ dứt khoát về tình cảm. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi nên đặt hết hy vọng vào gia đình và hạnh phúc có thể tạo điều kiện tốt đẹp phát triển tiền tài. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm này cố gắng giải quyết vấn đề gia đình. Nếu bạn nhịn nhục và sáng suốt mới gặp nhiều may mắn. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm này có cơ hội tạo nên tiền bạc, nên cố gắng làm ăn sẽ tạo nên tiền bạc, nên cố gắng làm ăn sẽ thành đoạt nhiều thắng lợi. Từ 36 đến 40 tuổi, thời gian này có nhiều tốt đẹp trong sự làm ăn cũng như về vấn đề tài lộc hay tình cảm. Thời gian này, bạn cần lo cho gia đình và sự nghiệp thì thành tựu hạnh phúc có phần tốt đẹp về con cái. Từ 41 đến 45 tuổi, thời gian này nhiều hay đẹp cho việc làm ăn hay dự tính làm ăn, nên cẩn thận về việc giao dịch tiền bạc, có thể hùn hạp phát triển làm ăn thì gặp nhiều vấn đề tốt đẹp, cũng như tình cảm, có phần đi lên, tài lộc cũng vậy. Từ 46 đến 50 tuổi, năm 46 tuổi trung bình, năm 47 và 48 tuổi có yếu kém về bổn mạng, tài lộc điều hòa. Năm 49 và 50 tuổi, việc làm ăn nên cẩn thận, có thể hy vọng thành tựu về mọi dự tính trong cuộc đời. Từ 51 đến 55 tuổi, thời gian này, ngoài việc làm ăn bình thường, không phát đạt và cũng không sốt kém, nên lo cho mọi công việc trong gia đình, con cái, gặp nhiều tốt đẹp. Những năm này bổn mạng được vững vàng. Từ 56 đến 60 tuổi, thời gian này nên cẩn thận về bổn mạng, hạnh phúc và gia đình có nhiều biến đổi quan trọng, nên cẩn thận về con cái hay tiền bạc, kỵ đi xa trong thời gian này.
Ngoài 70 tuổi, bản mệnh nên tu tâm dưỡng phúc, mong cầu về sức khỏe nhiều hơn. Để tăng cường vận khí, gia chủ có thể thỉnh cho mình Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là pháp khí hàng đầu của nhà Phật, giúp khai mở cung phúc đức, đem lại cho thân chủ sự an lạc và cát khí tốt lành. Với biểu tượng Bát Bảo và Bát, chú Bát Nhã Tâm Kinh được khắc họa ở hai mặt, cùng với sự nghiên cứu và gia trì cẩn trọng của các bậc thầy phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh sẽ giúp quý gia chủ thân phu, phước lộc, bình an, khang thái mỗi ngày. Đặc biệt, Bát Bảo Tâm Kinh sẽ được thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ, sinh năm 1946 nữ mạng, nên độ ứng nghiệm và phát huy công năng rất cao. Thưa quý vị, trên đây là luận đoán tử vi chọn đời của tuổi Bính Tuất nữ mạng sinh năm 1946. Nếu quý gia chủ chiêm nghiệm thấy đúng thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết quý vị nhé. Hy vọng những chia sẻ của Phong thủy Gia Cát sẽ giúp quý gia chủ hiểu mình, hiểu vận và từ đó thì chúng ta sẽ có những định hướng giúp cho cuộc sống may mắn và vẹn tròn hơn. Lời cuối, Phong thủy Gia Cát xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, thọ trường và an khang.